chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 10 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Cựu chiến binh huyện Yên Mỹ hiến đất làm đường giao thông. Khó khăn trong thực hiện thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công. Đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra khảo sát thực tế tình hình ô nhiễm môi trường, hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải để bàn giải pháp căn cơ, khắc phục trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương. Dự hội nghị về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tổng quan tình hình ô nhiễm, những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước, hiện trạng công tác quản lý xử lý nước thải vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và định hướng giải pháp. Theo kết quả điều tra các nguồn nước thải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các nguồn thải vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải gồm nước thải công nghiệp, nước thải từ các hộ chăn nuôi, nước thải từ các làng nghề, nước thải từ các cơ sở y tế, nước thải dân sinh. Ngoài ra, tại đầu nguồn sông Bắc Hưng Hải phải tiếp nhận lượng nước bị ô nhiễm có nguồn từ nước thải công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, sinh hoạt dân sinh dọc lưu vực sông Cầu Bây chạy qua địa bàn thành phố Hà Nội. Đây được coi là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải hiện nay. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo thanh tra kiểm tra và đã xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với 318 tổ chức cá nhân với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng các bộ Công an, Xây dựng, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Công thương đã báo cáo về công tác quản lý chất lượng và sử dụng nguồn nước đối với hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đồng thời cùng nhau thảo luận, trao đổi, bàn giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm tại đây. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nêu một số giải pháp của tỉnh Hưng Yên trong bảo vệ môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, như tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong cộng đồng, triển khai có hiệu quả đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn, thẩm định chặt chẽ về môi trường các dự án đầu tư, kiên quyết từ chối tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, tiếp tục quan trắc chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải và các dòng sông kênh, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, lấy mẫu quan trắc chất thải đối với các cơ sở có phát sinh lưu lượng nước thải lớn, thanh tra kiểm tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Ở đây doanh nghiệp chúng tôi cũng kiểm tra rất gắt gao và cùng với Cục Cảnh sát Môi trường thì tôi cũng phải đề nghị thế này, nếu như mà cứ kiểm tra mà phạt hành chính mãi mà cái gì nó cứ thế thì cứ nhờn thì được, mà cái tiền phạt đấy anh ạ và cái tiền xử lý môi trường nó rẻ nhiều, thôi rằng cứ lọc hành chính còn hơn. Thì có nghĩa là cũng đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường nghiên cứu chính sách cơ chế để sản xuất rất là rõ các phạt nặng, tại sao nước ngoài họ sợ thế, tức là không ra vì cái phạt xử phạt họ rất là nặng, rất là nghiêm, một hai lần họ cũng hình sự hóa đấy, không phải không, vì người ta bảo vệ môi trường rất là tốt, lần một này, lần hai này, lần ba thì cuối cùng lần thứ tư là phải chuyển sang hình sự anh ạ, vì anh ấy phá hủy, tức là phá hủy môi trường đều cái tội đấy chứ không phải tội ô nhiễm môi trường. Thì cái đó thì cái đây là quản lý vĩ mô nhà nước thì chắc là địa phương không làm được, chỉ có mỗi Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an, các anh trên đó xây dựng một cái quy chế, một cái nghị định đó. Thì tôi nghĩ là như vậy, bởi vì doanh nghiệp thì ta xử lý bằng cách đó, người dân thì thu gom xử lý đó, nhưng mà tiến tới có một nội dung nữa thì tất nhiên là cái mình cứ thu gom lại cũng là tốt rồi, nhưng mà để bảo nó sạch, sao nó sạch như là nước Nhật ấy, thì cũng phải có một cái cơ chế chính sách là cho doanh nghiệp để xử lý cái nước đó và thu phí giống như là cái tiền nước ấy, nhưng nó là lâu dài chứ ngay một lúc chắc khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chính trị đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Về phía tỉnh Hưng Yên, trong thời gian tới sẽ xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đề án chuyên đề về bảo vệ môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đồng chí kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập ban chỉ đạo có sự phối hợp liên ngành, liên địa phương
với quyết tâm lớn, bố trí nguồn lực để xử lý ô nhiễm đang tồn tại và ngăn chặn các nguồn ô nhiễm mới phát sinh. Thường xuyên kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm liên quan tới ô nhiễm nguồn nước nói chung và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng. Tôi nghĩ là chúng ta phải có một cái đề án, phải căn cơ các giải pháp. Sau cái đề án đấy, nó tổng thể các giải pháp, chúng ta xây dựng kế hoạch. Thì nhất định kế hoạch đây nó phải có lộ trình và trách nhiệm của từng bộ ngành, từng địa phương một. Không phải là cam kết mà đây là nhiệm vụ chị giao cho các anh phải thực hiện. Ví dụ như Hưng Yên, đến 31 tháng 12 năm 2025 là phải thu gom, xử lý được cái nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư, tổ dân phố xả thải ra ít nhất là đạt cột B thì mới được ra được môi trường được. Cái thứ hai nữa là phải thành lập một ban chỉ đạo. Đây là vấn đề rất lớn, rất phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ ngành. Thì cái này nó đúng theo quy định về thành lập ban chỉ đạo để giải quyết những vấn đề liên ngành, liên địa phương và liên vùng. Thì chúng ta nên thành lập một cái ban chỉ đạo, hoặc là đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ là trưởng ban chỉ đạo, và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là các đồng chí phải tham gia vào đây. Đấy, 4 cái địa phương này phải tham gia vào đây, thể hiện một cam kết rất mạnh và trách nhiệm chính trị rất cao, của quyết tâm rất lớn thì mới có thể giải quyết được. Bây giờ phải có một cái thiết chế để tổ chức thực hiện trên cơ sở một cái đề án rất là bài bản được chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Định kỳ 3 tháng một lần, bây giờ cũng có kế hoạch như nói đề án ra này, có kế hoạch phân công trách nhiệm và lộ trình triển khai từng nhiệm vụ cụ thể. Nào, cứ 3 tháng một lần cái ban chỉ đạo này họp kiểm điểm đánh giá tiến độ các anh thực hiện đến đâu. Nó phải thế, lần này ta phải có quyết tâm rất lớn thì mới làm được, chứ không lại quay về như cũ thôi. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh yêu cầu sự vào cuộc sâu sát, hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành địa phương trong bảo vệ môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Thông qua cuộc khảo sát và buổi làm việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp các ý kiến nghiên cứu đề xuất với Chính phủ xây dựng đề án về xử lý kiểm soát ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đây là cái cả thành phố Hà Nội cùng với tất cả các tỉnh cùng tham gia, cùng được vừa tham gia cho tức là cái nguồn thải vào cái này phải có trách nhiệm. Có nghĩa rằng là ví dụ như một địa phương làm mà các địa phương khác vẫn không hết sức, không trách nhiệm và không quan tâm thì chắc chắn rằng là chúng ta không hiệu quả, không triệt để. Để có cơ chế chính sách trong cái chỉ thị và đề nghị rằng là nghiên cứu xem xét một cái dự thảo, một cái đề án để báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tổng thể. Trong này là tuần đợt tới là chuẩn bị bấm qua thông qua luật tài nguyên nước này, có mấy việc đồng chí đề xuất là khi luật tài nguyên nước mà quốc hội bấm đồng ý ấy, là thứ nhất là có cái hội đồng lưu vực sông đúng không, quản lý lục phao rồng, cái này là rõ này. Cái thứ hai nữa là phục hồi nguồn nước, phục hồi các dòng sông chết. Cho nên đợt này mà bấm cái luật tài nguyên nước sửa đổi là rất nhiều nội dung mà chính luật tài nguyên nước mà Bộ Tài nguyên đang trình mà quốc hội chuẩn bị bấm nút đấy chính là những từ những thực tế thế này. Đấy là cái thể chế, đấy là chính sách mà chúng ta phải làm. Trước mắt, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương đơn vị chuyên môn xây dựng mạng lưới quan trắc nước mặt hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và duy trì quan trắc thường xuyên, kiểm soát các dự án đầu tư, khu sản xuất phải có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân doanh nghiệp nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường nói chung cũng như môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng. Sáng nay, thị xã Mỹ Hào, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức hội thảo giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm ngành dệt may da giày tỉnh Hưng Yên. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng phát triển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm lượng khí thải carbon. Mục đích của hội thảo nhằm thảo luận giới thiệu các giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, đảm bảo phát triển bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh của sản phẩm ngành dệt may da giày và thời trang tỉnh Hưng Yên. Tại hội thảo, các đại biểu tham luận tập trung vào các vấn đề như một số giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp dệt may tại Hưng Yên, nghiên cứu chuyển đổi sản xuất tuần hoàn ứng dụng các công nghệ tiên tiến để phát triển bền vững, tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế của ngành dệt may, chuyển đổi quản lý sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn tại các doanh nghiệp, chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai công nghệ phun sợi nano và một số phương pháp tái chế phế thải dệt may.
Qua cái hội thảo này chúng tôi rất là mong muốn nhận các cái giải pháp từ các nhà khoa học, từ các đơn vị bạn trong ngành chẳng hạn, để chúng tôi có thể là áp dụng một cách có hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Đồng thời thì về phía Sở Khoa học Công nghệ chẳng hạn, chúng tôi cũng rất là muốn rằng là Sở Khoa học Công nghệ có thể là có những nghiên cứu tạo điều kiện để mà có thể xử lý được cái vấn đề rác thải của ngành may. Đây là một trong những vấn đề rất là lớn. Hội thảo đã mở ra các cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, nhà trường và các đơn vị quản lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với lực lượng lao động trẻ là các em sinh viên sắp ra trường. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ tích cực hiến đất, ủng hộ vật chất, ngày công, mở rộng đường làng, ngõ xóm để thuận tiện đi lại. Đây là hình ảnh nhân dân tự phá rỡ tường rào, công trình để phục vụ thi công mở rộng đường liên thôn Lệ Chi với Thụy Lôi. Đường có chiều dài 800 m, để mở rộng mặt đường từ 3 m lên 5 m, nhân dân hai bên đường đã hiến gần 50 m vuông đất thổ cư, phá rỡ gần 400 m tường rào và nhiều công trình phụ. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp hộ gia đình khá giả dù ở thôn xóm khác cũng tích cực tham gia ủng hộ gần 200 triệu đồng để giúp các hộ có thêm một phần kinh phí xây dựng lại công trình đã phá rỡ, phục vụ cho mở rộng đường. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Ngọc Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh đã ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng đường giao thông cũng như các công trình phục vụ cộng đồng tại địa phương. Cùng với nhân dân để xây dựng cái tuyến đường cho đảm bảo tốt và sau này khi đưa vào sử dụng để nhân dân có một cái niềm vui đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở quê hương. Nhờ nhân dân tích cực hiến đất phá rỡ công trình giúp đẩy nhanh xây dựng, dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Đường có bề mặt rộng 5 m, mặt đường được trải nhựa áp phan. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh huyện Yên Mỹ không chỉ là lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng đảng chính quyền mà còn có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nổi bật là hiến đất làm đường giao thông. Năm 2023, thực hiện chủ trương đầu tư mở rộng đoạn đường giao thông nông thôn ở thôn theo hình thức vận động nhân dân hiến đất. Thương binh Phan Văn Quảng, năm nay đã gần 90 tuổi, ở thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, đã quyết định hiến phần đất ở của gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng gần 20 m². Ngoài ra, trên phần diện tích đất hiến có công trình nhà ở 2 tầng. Đây là nơi ở và cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình. Nhưng vì lợi ích chung, ông Quảng đã phá bỏ căn nhà cũ để nhường đất phục vụ thi công làm đường. Tôi cũng không tiếc cái phá mất 3 phòng. Tầng trên một phòng và tầng dưới mà hai phòng, cho nên là hy sinh để lấy đường đi lại cho các cháu nó đi lại cho nó thuận tiện. Đường rất đẹp, như là phố trong làng. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại chiến trường Bình Trị Thiên, sau khi trở về địa phương, cựu chiến binh Lương Công Hoan ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt gương mẫu tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Tháng 6 năm 2023, xã có chủ trương mở rộng và nâng cấp tuyến đường trong thôn nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ông đã tiên phong hiến gần 40 mét vuông đất thổ cư, phá bỏ 20 mét vuông tường rào, cổng và chặt hàng chục cây ăn quả. Trong thôn Cảnh Lâm dọc hai bên đường của mở rộng thì có 8 đồng chí hiến đất đạt được 360 mét vuông. Tiêu biểu là có đồng chí Hoan, đồng chí là khó khăn, đồng chí nó phá tường rồi để hiến cống hiến đất cho tập thể. Những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội cựu chiến binh huyện Yên Mỹ đã triển khai chỉ đạo các cơ sở hội tích cực hưởng ứng, tham gia bằng các mô hình, phần việc phù hợp với thực tế của địa phương, gắn phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu với phong trào cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới. Với phương châm tiên phong gương mẫu, cựu chiến binh luôn dẫn đầu trong phong trào hiến đất làm đường tại các địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã có gần 100 cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện đã hiến gần 1.600 m² đất để làm đường giao thông nông thôn cùng với hàng nghìn ngày công lao động. Thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công là xu hướng tất yếu của nền hành chính hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính minh bạch trong thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, không ít địa phương còn gặp nhiều khó khăn khiến người dân ngại tiếp cận với thanh toán trực tuyến. Ghi nhận tại huyện Ân Thi. Nhận thấy những lợi ích thiết thực của thanh toán trực tuyến, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi luôn chủ động trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân các thao tác thực hiện. Hầu hết người dân khi đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa của xã luôn được khuyến khích và hỗ trợ thực hiện thanh toán trực tuyến dịch vụ công. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà xã đang gặp phải là hệ thống máy tính đã được trang bị hàng chục năm nay, cấu hình thấp, thường xuyên hư hỏng và xảy ra lỗi khi thực hiện các thao tác. Nhiều khi,
người dân làm thủ tục thanh toán trực tuyến phải chờ đợi cả ngày vì nghẽn mạng, gây khó khăn cho bộ phận một cửa và tâm lý chán nản cho người dân. Công dân muốn là làm cho nó nhanh gọn, nhưng vì là cái máy móc thì thực sự ra nó quá xuống cấp, rất nhiều khó khăn, đường chuyển nó bị nghẽn, cứ đi đi về về nhiều khi là ảnh hưởng người dân chúng tôi. Các đồng chí cán bộ ở phòng một cửa đã công khai minh bạch các cái thủ tục thanh toán trực tuyến nhanh gọn, giảm phiền hà cho nhân dân. Ban đầu cái công tác nó chưa được thành thạo lắm, hệ thống mạng còn yếu, một số máy móc đã lâu ngày cho nên là công tác của phòng một cửa nó cũng còn nhiều cái hạn chế. Tại bộ phận một cửa huyện Ân Thi, hầu hết người dân đến làm thủ tục đều được hướng dẫn về các hình thức thanh toán trực tuyến, có thể thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia, chuyển khoản ngân hàng, sử dụng ví điện tử. Khi thực hiện thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia, nhiều thủ tục còn được miễn giảm phí, lệ phí. Tuy nhiên, thói quen của người dân thích sử dụng tiền mặt vẫn là một rào cản lớn. Tháng 9 năm 2023, tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện đạt 47%, thuộc nhóm những địa phương có tỷ lệ thấp của tỉnh. Tôi chưa làm thanh toán trực tuyến bao giờ thì tôi nghĩ là đi lên trả trực tiếp thì cảm giác thấy yên tâm hơn là thanh toán lệ phí qua trực tuyến. Sợ tiền thất thoát và tôi cũng chưa nắm được các cái thao tác cụ thể để làm trực tuyến. Hiện tại là công dân đến lên nộp một cửa thì đều được cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ phận đơn vị trực là hướng dẫn rất là nhiệt tình và tạo mọi điều kiện để cho công dân nộp một cách là thuận tiện nhất trong quá trình mà nộp trực tuyến ấy. Nó là lĩnh vực mới, vì vậy mà khi mà người dân tiếp cận còn ngại, nhiều khi là người dân cũng có một cái tư tưởng là muốn là nộp xong là nhận, thiếu tiếp nhận luôn ấy. Nhưng mà đây lại còn phải qua xử lý hồ sơ, khi xong mấy khi mà ngân hàng xử lý xong thì mới nộp về đơn vị được, thì nó còn chậm. Tháng 9 năm 2023, kết quả thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt trên 51%, hoàn thành mục tiêu của chính phủ là trên 30% trong tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, ở một số sở ngành địa phương chưa hoàn thành mục tiêu này, thậm chí là chưa thể triển khai thanh toán trực tuyến như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Về lâu dài, để tháo gỡ khó khăn, các sở ngành địa phương phải được trang bị đồng bộ về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy tính cấu hình cao, mạng kết nối bảo đảm thông suốt. Cùng với đó, các đơn vị cũng cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhằm thay đổi thói quen của người dân chuyển từ thanh toán trực tiếp sang thanh toán trực tuyến. Đây là đòi hỏi tất yếu của quá trình chuyển đổi số nền hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử chuyên nghiệp, hiện đại trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại các khu công nghiệp không chỉ tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đã và đang hoạt động mà còn tạo môi trường tốt để tiếp tục thu hút đầu tư cũng như trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận tại hai khu công nghiệp Phố Nối A và Thăng Long 2. Với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền giám sát các doanh nghiệp vào đầu tư, chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật phòng chống tội phạm và hướng dẫn thủ tục lưu trú đối với người nước ngoài đến làm việc sinh sống tại khu công nghiệp. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn công an khu công nghiệp Thăng Long 2 đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự xã hội khu công nghiệp này với hơn 70 doanh nghiệp, gần 30.000 công nhân lao động luôn được đảm bảo, cơ bản không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đồn Thăng Long 2 thì phối hợp rất là tốt với bên nhà máy, thường xuyên đi tuần tra và có vấn đề sự việc gì xảy ra thì bên đồn đều rất là nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ, thì nhà máy cũng rất là yên tâm. Sự hiện diện của lực lượng công an ở trong khu công nghiệp như thế nên là cái tình hình an ninh trật tự ở trong khu công nghiệp 10 năm vừa qua rất là tốt, không xảy ra cái vụ việc gọi là nghiêm trọng nổi cộm, và chính vì thế nên là các cái nhà đầu tư cũng rất là yên tâm. Trong 2 năm gần đây, trong khu công nghiệp xảy ra 10 vụ việc, chủ yếu là các hành vi trộm cắp vặt tài sản cá nhân, xô xát nhẹ giữa các công nhân, tất cả đều được xử lý kịp thời, dứt điểm ngay. Thời gian tới, nắm chắc tình hình tại địa bàn cơ sở, chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn các cái cơ quan và công nhân đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn giao thông và không tham gia các cái tai tệ nạn xã hội tại địa phương. Tương tự như vậy, những năm qua, 5 cán bộ chiến sĩ đồn công an khu công nghiệp Hồ Đối A đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ngoài việc tuần tra kiểm soát, còn thường xuyên đến tận những doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, trao đổi, phối hợp với bảo vệ doanh nghiệp nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong khu công nghiệp với 150 doanh nghiệp và khoảng hơn 20.000 người lao động luôn được đảm bảo, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Trong những năm qua, sự phối hợp giữa công an với bảo vệ khu công nghiệp và bảo vệ các cái doanh nghiệp ở trong làm việc trong khu công nghiệp rất là tốt. Khi mà xảy ra xô xát hay là xảy ra những cái sự việc ở trong khu công nghiệp thì lực lượng công an đồn là có mặt kịp thời và giải quyết những cái vụ việc ngay, tạo được sự an tâm cho các cái doanh nghiệp và cho ban quản lý hạ tầng khu công nghiệp Phú Nội A. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy tinh thần người cảnh sát nhân dân là nòng cốt trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi trong kêu gọi thu hút đầu tư. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau.